cao. Thế cho nên là chắc là trước khi mà hát cái đoạn này thì Sơn có thể nhờ tất cả mọi người cho em một cái năng lượng thật là tuyệt vời để em có thể hát những cái câu này không ạ? Mình đến đây ấy, đừng xuống dưới kia nhỉ. Đến đây cho rõ nhé, cho anh mic nhé. Sơn được mở ra, thấp thì cũng rất thấp, cao thì cũng rất cao. Và cảm ơn em rất nhiều. Và nhờ như thế thì bây giờ xin được là nhường lại mic cho Đồng Thị Đức để Đức có thể chia sẻ với tất cả mọi người về cái duyên của anh em mình nhé. Thưa quý vị, anh hơi bối rối một chút, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn cho nhạc sĩ Đồng Thị Đức của chúng ta. Thật sự là em viết rất là giỏi. Ừ thà là hôm qua anh nói cướp đi em ở tối hôm vậy, ở nhà em viết xong rồi em đọc thuộc âm đơn đó. Những gì mà trong tim của em, trong tâm của em nghĩ em cảm thấy hôm nay thế nào này? Và anh em mình gặp nhau đã có những buổi ngồi với nhau, thậm chí là khóc với nhau rồi. Và ngày hôm nay được đứng ở đây, gặp tất cả mọi người ở đây, cảm xúc của mình như thế nào? Hình như là anh em mình gặp nhau hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Không, thì à đúng rồi, gặp nhau là hơn 2 năm. Chứ còn em gặp anh thì mười mấy năm rồi. Thì lúc đó thì em vẫn là một thằng học sinh, còn anh là ngôi sao rồi. Nói chung là tất cả những bài hát của anh thì em thuộc hết. Thì nói là thần tượng thì chắc là cũng không phải là thần tượng, tại vì em không có thần tượng ai cả. Em chỉ thần tượng ba mẹ em thôi. Dạ. Tình cảm của một người bình thường đối với một người ca sĩ thì như thế nào thì anh có hiểu là khi mà họ thuộc hết tất cả những bài hát của anh thì có nghĩa là anh luôn luôn nằm ở một cái vị trí rất là ok trong cái cuộc sống của họ. Dạ, đó là một cái tình cảm em dành cho anh. Dạ, còn khi mà em vào cái ngành nhạc, em vào ngành nhạc thì nó cũng chỉ là một cái duyên, và một cái duyên mà tổ đưa cho em vào đây. Thực sự là khi mà em học và em làm cái ngành, em không có nghĩ là mình sẽ đi làm một người nhạc sĩ và sẽ tiếp cận được đến đứng trên những sân khấu lớn và đứng cạnh những người nghệ sĩ lớn như anh. Như vậy thì và thưa nhạc sĩ Đồng Thiên Đức, là thực ra là bản thân của Hiếu cũng đã nghe rất nhiều bản hit của anh trong suốt thời gian vừa qua, thì cái cơ duyên nào để anh sáng tác bài Lệ Phí Cuộc Đời để phù hợp với anh Cao Thái Sơn như vậy ạ? Lệ Phí Cuộc Đời là một ca khúc mà nói chung là hôm nay thì ở đây thì cũng có nhiều quý vị lớn và nhỏ và bằng tuổi mình nữa, thì cho Đức gọi tên là Đức thôi cho nó dễ. Dạ. Là xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay nữa cho nhạc sĩ Đồng Thiên Đức của chúng ta đứng ở trên sân khấu này, đứng trước tất cả quý vị cũng khá là hồi hộp,
bản thân của Hiếu Nguyễn là một nghệ sĩ cũng đã hoạt động nghệ thuật được một số năm, nhưng ở đây cũng rất là run ạ. Và nhạc sĩ Đông Thiên Đức là trong quá trình mà Hiếu được nói chuyện với Cao Thái Sơn thì là hai anh em đã có cái quãng thời gian đã khóc cùng với nhau, đã chia sẻ với nhau những điều như thế nào để được ra được cái bài hát này. Em cảm ơn anh đã mời cái câu hỏi cho em rất là dễ cho em, nhưng mà rất là tiếc là lúc mà hai anh em tụi em ngồi với nhau nhậu thâu đêm suốt sáng và khóc với nhau thì ngày hôm sau em không nhớ gì cả, say quá. Rất thực tế. Dạ, có sao thì nói vậy. Còn cái lý do để em viết ca khúc Lệ Phí Cuộc Đời là em là một thằng gọi là kiểu như là không sợ trời, không sợ đất, không sợ ai, nói chung là cũng không tham tiền của ai nữa. Nói chung là em sống cuộc sống của em nó trung lập, và em cũng không tin vào những chuyện mà nó thần thánh hay là nó cái gì đó hay là nhân quả gì đó, em chưa hề tin, và em chưa hề tin và em cũng chưa hề thấy luôn. Và đến khi mà em bị mất một số tiền khá lớn, em bị người ta lừa, cái số tiền nó khá lớn, nó mất ngay cái giai đoạn mà rất là quan trọng với em, rất là quan trọng, và tại vì em rất là cần tiền luôn. Thì lúc đó em cũng chưa có tin luật nhân quả đâu, nhưng mà khi mà em viết cái bài hát này ra là em đang cầu cứu luật nhân quả, em mong luật nhân quả nó sẽ đúng như cái lời người ta nói. Và sau đó thì dạ, và đó là lý do tại sao những lời bài hát như quý vị đã nghe rất chạm và chân thực với tất cả chúng ta, có đúng không ạ? Nếu quý vị đồng ý với quan điểm đó thì hãy dành cho Hiếu Nguyễn và nhạc sĩ Đông Thiên Đức cùng với ca sĩ Cao Thái Sơn một tràng pháo tay ạ. Sơn xin được chia sẻ một chút xíu về bài hát này. Đúng là có cái nhân duyên thì cái lúc mà Đức gửi bài hát này cho Sơn thì Sơn chưa thực sự cảm muốn bài hát này thuộc về mình, vì lúc đó mình đang có bài hát Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả rất là hay rồi. Thì lúc đó Sơn mới nói là thôi em nên gửi cho người khác, anh nghĩ là sẽ hát hay hơn anh. Nhưng mà sau đó thì vì cái nhân duyên ở đấy thì bài hát lại quay trở về và Sơn đã đồng ý hát. Và dường như đây là một trong những ca khúc chắc là mang dấu ấn mạnh nhất về quãng giọng, về cao độ, về những quãng thấp và những quãng cao, đã giúp cho Sơn phải tuyệt lập một bước một mình và phải luyện một cách nghiêm túc, rất nghiêm túc. Vì những con quãng cao trong bài hát này, nếu để một người nam bình thường ca sĩ mà có thể luyện được thì một là đứt dây thanh quản, hai là bị xước, ba là có thể bị phá giọng dữ lắm, rất là khó. Thì xin được chia sẻ quý vị là thực sự ngày hôm nay Sơn cảm thấy rất hạnh phúc khi như tất cả mọi người hồi nãy có thể thấy là tất cả những người em, người bạn, anh em ca sĩ đã thử những cái nốt cao như thế thì mọi người sẽ hiểu được là những cái quãng 5, quãng 6 trên đàn piano nó rất là cao. Ví dụ như nữ ca sĩ có thể lên được quãng 5 và quãng 6, nhưng để lên được quãng 6 hoặc từ quãng 6 trở lên thì rất khó. Thế nên ngày hôm nay em đã tập được lên đến quãng 6. Đó là điều mà cảm thấy rất là hạnh phúc. Và những chia sẻ của nhạc sĩ Đông Thiên Đức và ca sĩ Cao Thái Sơn chúng ta đã được lắng nghe và chúng ta đã được coi MV. Nhưng mà MV vừa nãy là hơi nhòe nhẹ, thế nên là chắc là chúng ta hãy cùng nhau coi lại MV một lần nữa. Và trong giây phút này thì xin được trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Đông Thiên Đức đã đến cùng với chương trình của chúng tôi và tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời anh quay trở về vị trí của mình. Mà thực sự là hôm nay rất là đáng tiếc vì sân khấu quá đẹp. Đáng lẽ lúc đầu là bên ekip của em là tính cái màn hình chiếu ở đây này. Thế nhưng mà vì cái không gian quá đẹp thì cho nên là rời luôn màn hình chiếu ra qua kia. Mà thế nào thiếu mất cái bên này nữa, tiếc quá mọi người bên này lại không xem được. Thiệt tình là xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng mà anh Cao Thái Sơn,
tối nay thưa tất cả quý vị, lúc 8 giờ ở kênh YouTube của anh Cao Thái Sơn. Xin mời tất cả quý vị hãy truy cập vào đó để coi video clip MV Lệ Phí Cuộc Đời của ca sĩ Cao Thái Sơn đó. Cho em xin được nói sơ sơ một chút về những nội dung thông điệp trong cái MV này để mọi người sẽ dễ hiểu hơn khi mà xem MV lần này. Cái MV lần này thông điệp của Sơn là nói về nhân sinh quan con người, giữa con người với nhau. Sẽ có những lúc chúng ta sẽ mắc nợ về tiền bạc, mắc nợ về nhiều thứ, về mối quan hệ. Nhưng đặc biệt cái quan trọng nhất, đó chính là ân tình, là thứ khó trả nhất trong cuộc đời này. Và trong MV lần này có những cái thông điệp liên quan đến chống bạo hành học đường, bạo hành gia đình, chống bạo hành phụ nữ. Thì đó là những vấn đề mà tất cả xã hội của chúng ta đang phải đối mặt. Và Sơn hy vọng là một cái vấn đề nữa, đó là sát sinh. Thì tất cả một câu chuyện về xã hội Sơn đã đưa vào trong cái MV lần này. Và xin tiết lộ với quý vị là ca khúc này lúc đầu có tên là Lệ Phí Cuộc Đời, và còn có một tên nữa đó là Vay Thì Phải Trả. Bài kế tiếp sau đó sẽ là Hóa Giải Bằng Nước Mắt. Wow. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta theo dõi Lệ Phí Cuộc Đời, nhưng mà sau đó chúng ta sẽ có một ca khúc nữa đến từ ca sĩ Cao Thái Sơn, đó chính là Hóa Giải Bằng Nước Mắt. Và trong giây phút này, với những chia sẻ của ca sĩ Cao Thái Sơn về nội dung của MV, chắc hẳn bây giờ chúng ta coi lại thì quý vị khán giả và tất cả quý vị quan khách đã có mặt tại đây sẽ có một cái nhìn và cảm nhận sâu sắc hơn. Và xin mời bên ban tổ chức của chúng ta hãy cùng bật lại MV lần thứ hai. Ban tổ chức có thể hạ đèn xuống. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.